Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, đây là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế để nói về một chủ đề muôn thuở từ trước đến nay, đó chính là tình yêu. Và tham gia chương trình của chúng ta luôn luôn sẽ có hai hội rất là xinh đẹp, rất là cá tính và rất là tài năng. Và ngày hôm nay cái chủ đề của chúng ta sẽ là tìm ra xem ranh giới nào giữa sến không chấp nhận được, lãng mạn và dễ thương. Một túp lều canh. Trời ơi, cái gì vậy? Tìm chỗ đẹp. Anh ở đâu vậy? Anh đâu? Nghe sao mà nó... Câu chuyện này là của bạn của em. Bạn của em. Anh nghĩ là em có thêm một người bạn thân là Mai Bích Trâm sau này nha. Thì bạn em có kể là hồi bạn đó với cái bạn nam đấy thì không có quen nhau gì hết, chỉ là bạn nhau thôi. Thì đến một thời gian thì bạn nó phải, cái anh nó lớn tuổi hơn đó, cho nên là anh đến thời gian phải đi nhập ngũ. Thì bình thường anh đã hay viết thư về hỏi thăm rồi. Đấy, thì một ngày anh cũng gửi quà về. Thì khi mà mở cái hộp quà ra thì là bạn ấy thấy là có hai trái tim được làm rất là tỉ mỉ, lồng ghép vào nhau. Ở dưới là một cái túp lều, ở một cái căn nhà. Thì nhưng mà cái trái tim đó đặc biệt là làm bằng vỏ đạn. Ủa là nghĩ đen vậy luôn hả em? Đúng, nghĩ đen luôn á. Đặt từ cái vỏ đạn xong rồi tạo hình thành trái tim. Đúng rồi, ghép từ nhiều vỏ đạn thành hình trái tim mà là hai trái tim lồng ghép vào nhau. Xong rồi bỏ vô một cái hộp có cái túp lều ở trong đó nữa. Đúng rồi, xong dựng thêm cái một cái nhà nữa. Cái đó đâu có sến đâu, cái đó dễ thương mà chị. Coi như là em thấy cái chuyện đó là sến. Em bạn, thấy nó sến không? Em thấy rất sến luôn. Anh đang hỏi em kìa, em thấy nó sến không? Nếu là em có, các bạn nam làm sao? Không sến luôn hả? Dễ thương mà. Tại vì đi nghĩa vụ thì đâu. Không có quen. Tại vì em nghĩ là không có quen. Không quen. Mai bỏ đèn. Em nói là không quen nhau luôn. Không quen nhau luôn. Nhưng mà cái đáng sợ ở đây là cái trái tim bằng vỏ đạn. Đâu trời, Mai cái vỏ đạn cực lắm luôn á. Trời ơi. Anh em á, hồi xưa đi làm á, gửi về nguyên cái xe tăng á. Mà chị biết làm ra cái đó tốn rất nhiều tiền không chị? Xe tăng nó khác. Nếu gửi chị thấy cái đó là nó vui đấy. Có thể anh nói đặt người khác làm đó chị. Tại anh em cũng đặt chứ không có tự làm. Rồi, câu chuyện tiếp theo nè. Nắng hướng nào che hướng đó. Ủa sao mà cái chủ đề này với Và cái tuyến xe buýt đó thì nó sẽ đi ngang qua ba trường cấp 3. Thì nó đón học sinh và nó thả học sinh xuống giờ đi học với lại giờ ra về. Trên xe đi học thì toàn là học sinh với nhau không à. Thì có một hôm Nhã đi về thì Nhã nhận ra là có cái bạn đó thường hay đi xe buýt với mình. Hôm nay là bạn ấy đứng ở dưới và trời rất là nắng, trưa nắng bạn ấy đứng đợi mình, đứng ở cái trạm xe buýt đợi mình và đứng với hai ba người bạn nữa. Thì bạn nó không dám đứng mình, cái đợi mình đi xuống, cái là đi về chung. Cái đi chung với mình thì thật ra mình cũng không để ý đâu, tại vì thường là phải đi về chung một con đường thôi, không có cách nào khác, thì đường đi bộ mà. Thì bạn đi chung với mình thì bạn chỉ dám đi xa xa thế này thôi, không có dám đi gần. Nhưng mà là đi song song. Cái nắng thì nó sáng, nắng chiếu xuống thì bạn sẽ lấy quyển vở ra để che nắng, che đúng cái mặt mình thôi để không bị nắng chiếu vô. Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Nguyên đoạn đường chừng nào Nhã vẫn chấp nhận để cái chuyện nó xảy ra luôn. Ủa tốt mà. Ủa vậy thì cái chuyện nó có gì đâu mà Nhã thích đó. Cái chuyện đó, Nhã thấy sến nhưng mà Nhã thích chuyện đó. Ừ, nó sến nhưng mà nó dễ thương. Cái này hành động đó có vẻ là sến nhưng mà nó dễ thương. Cái này thì phải gọi là lãng mạn chứ không phải. Cái này là dễ thương. Không bao giờ đúng không nè. Dễ thương. Đi đi. Ngôn ngữ điện ảnh nếu mà vậy thì nó sẽ lãng mạn hay là sến? Lãng mạn. Nếu mà ngôn ngữ điện ảnh thì nó sẽ ra là dễ thương. Nếu mà cũng đời. Nhưng nếu như mà nam chính đẹp trai và nữ chính vậy thôi. Nếu như nam chính kỳ kỳ, nữ chính kỳ kỳ thì nó nam kỳ kỳ. Tại vì em ở trong gặp trường hợp vậy nè. Em vô tình em đi ăn trong cái quán ăn nhanh thì em thấy hai bạn kia ngồi đối diện em cử chỉ ân cần sến lắm, bạn nam cũng sến, bạn nữ cũng sến. Bạn nam đối với bạn nữ ăn. Bạn nữ như là kiểu như chăm sóc, ok. Nếu như mà trong cái đó về nhà đi, cái đó về nhà. Nếu như trong trường hợp đó là một cái quán mà có cái phòng riêng á thì ok.
chứ còn mà kiểu như là một cái nơi public ấy, nhìn nó hơi kỳ. Với cái cặp đôi đấy thì cả thế giới chỉ có hai người, chắc là họ đã họ đang yêu nhau quá mà họ đâu có quan tâm đến mọi thứ xung quanh đâu. Yêu quá mà mình nhìn vô mình thấy kỳ đúng không? Nhưng còn nếu cái hai thấy vui được rồi, ok không? Cái hai ok được, hợp lý. Anh có bao giờ em ở trường hợp đó chưa? Em có chứ. Hả? Đi ăn vẫn đút cho nhau ăn chứ. Public luôn. Public còn quen với em bình thường mà, tại vì đối với em cả hai cảm thấy là mình thích là được rồi chứ bây giờ làm sao được đúng không? Nhưng mà mình thể hiện tình cảm thì mình cũng phải đúng nơi đúng chỗ, đúng thời điểm. Ừ, nhưng mà một cũng là một cái hành động đi ha, cũng là một cái tình huống đó. Nhưng mà kiểu là ê là em ơi cái món này ngon ngon em ăn thử nha, đút ăn. Đó là thường chứ đừng có kiểu là sai liền. Đúng rồi. Không. Đó, em nghĩ giống kiểu anh đi nè. Tụi tụi Ừ, kiến tí đi nè, chỗ kín ok chấp nhận được rồi. Như là nam sến anh chỗ kín mà ý là chỗ kín ok nhiều khi mà chỗ kín anh nghĩa là nó có khó đôi khi là chỗ bất liệt luôn á. Này có khi nào là cái bạn nữ đấy bạn còn thích thế đến lúc mà không như thế xong bạn nữ mà tại sao anh không thể tình cảm của với anh trước đông người kiểu đó tại sao trước mặt bao nhiêu anh không thể tình cảm với em ở nhà anh làm như vậy mà anh không làm gì đó trước mặt mọi người hay vậy lắm hay vậy các bạn nữ cũng đôi khi hay vậy lắm à. Sao mà là kiểu anh giấu mối quan hệ của chúng ta sao bla 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 tất cả mọi thứ nhưng mà kiểu điều gì mà các bạn gái cũng có thể nói được. Thì là nói chung mức độ là người ta chịu, đừng có over quá. Em thích ngọt ngào thôi. Ừ ngọt ngào, dễ thương em mà vừa đủ mà đúng chỗ. Thế cái gì hành động mà kèm theo cái lời sến sến. Mấy là chung nó cũng ngọt ngào vậy luôn mà. Chung cũng ngọt ngào mà nó bạn. Chung ngọt ngào không em? Bây giờ anh Vy diễn tả lại cái cảnh của anh ấy. Diễn tả với từng là đây nè. Đấy, cái đó tôi thấy, nó khác giống như con gấu trong nhà. Con gấu trong nhà. Đừng có riêng, đừng có riêng, đừng có riêng, đừng có riêng, cưng chết luôn. Không, em đôi lúc em cũng thích được vậy đó anh. Em thích được kiểu dễ thương đúng không? Kiểu nựng mình giống như con vậy đó. Lâu lâu giống cái hành động mà em muốn xíu thôi. Kiểu là thấy là dễ thương em muốn xíu. Ý chỉ là lâu lâu cho vui thôi, đừng có làm hoài thì kỳ. Vui thôi đừng vui quá đúng không? Rồi, kiểu như ngoài đường trong nhà gì cũng như thế thì chết. Mới quan trọng đó là thời gian nè, địa điểm nè. Phải đúng, phải phù hợp thì mới ok, kiểu vậy. GA đi. Cái hành động sến mà cái lãng mạn nhất em từng làm là cái gì? Như là chỗ đông người em sẽ hôn trán bạn gái em. Sẽ đâu có sớm đâu thì đó là cái sự lãng mạn đó. Rồi vậy là lãng mạn nhất là em hôn trán rồi. Thế còn hùng sến có một lần mình đi diễn cùng dàn cast phim Glee ở đại học, một trường đại học thì hôm đấy thì là mình và một người bạn nữa có dụ bạn gái mình đến bạn gái mình bây giờ đến đấy là tại vì là sẽ đi xem mình theo một gọi là như thế nào nhỉ, là tư cách gọi là chỉ là vui và gọi là khán giả nhưng mà với mình ở trên sân khấu mình thì cái lần đấy thì mình không phải là vũ công thì mình sẽ là cùng dàn cast của Ly và mình hát. Thì sau đấy khi mà chương trình xong hết rồi các bạn sinh viên vẫn ngồi đấy rất là đông và mình đã cùng với một người bạn khác hát bài Cả Một Trời Thương Nhớ giữa đông người và khi mà quá đông, khi mà những bạn sinh viên chạy lên xin chữ ký những diễn viên khác thì mình thấy quá đông, mình không thể nhìn thấy bạn nữ đấy. Và nếu mình không nhìn thấy bạn ấy thì bạn ấy cũng sẽ không nhìn thấy mình. Mình đứng lên bàn và mình ở dưới là các bạn sinh viên live stream quay lại và mình hát và mình đấy là lần tỏ tình thứ N của mình với bạn ấy và lần đấy bạn ấy mới chấp nhận. Nếu mà với cái như vậy thì theo các bạn nữ nghĩ đây có bị là cửa lạch phô trương hay như thế nào đấy không? Các bạn nghĩ là như thế? Không, tại vì đó là thời gian quen nữa, thời gian quen lâu rồi. Nếu như mà anh và người đó đều có thời gian tìm hiểu nhau, cảm tình với nhau thì cái chuyện người nữ họ tiếp nhận cái chuyện đó rất là dễ dàng và họ sẽ hiểu, họ sẽ đồng ý. Còn nếu như mà đây là một cái gì đó nó chưa có gắn kết á, như là mới quen hay là chưa biết gì hết mà làm như vậy thì sẽ thành bị phô trương. Nhưng mà cái kiểu hát á, hát để tỏ tình á thì nó sẽ nghe nó ổn hơn là nói.
em vừa thích ví dụ như trai vừa piano mà vừa hát à, cỡ nào cũng chơi tối luôn. Chơi hát tối luôn hả? Hát gì? Một tuần thôi em quen nữa. Thực ra là cũng chia sẻ luôn là có một cái lần hồi năm lớp 7 lớp 7 coi như họ thích cái bạn kia lắm mà không biết tỏ tình như thế nào. Quyết định là sẽ viết thư để mà thổ lộ cảm xúc của mình nhưng mà cũng không biết viết như thế nào. May sao lúc đó mực tím với lại hoa hồng trò á thường có những cái mục mà giống như là thơ tình đồ này nọ. Xong lúc đó ngồi ồ cái thư này hay nè. Xong bắt đầu viết ngày buồn tháng nhớ năm thương. Chép lại hả? Chép lại chứ không nghĩ được vậy. Chép phải có sáng kiến thêm chứ ví dụ thay đổi chút đỉnh. Còn mấy cái đoạn sau thì có thêm nhưng mà bắt đầu câu chuyện đó là ngày buồn tháng nhớ năm thương. Thì bây giờ hỏi nè các bạn nữ là nếu các bạn nữ mình nhận lá thư như vậy thì các bạn nữ có thích hay không? Không có chơi luôn. Tôi có nhận một lần nè, tôi có nhận xỉu luôn. Một lá đúng rồi, một cái thiệp làm bằng tay luôn, xong rồi viết thư tay như vậy đó. Nhã cầm xong nhã cười nhã lăn từ trên bàn xuống dưới đất. Không em nhưng mà nói là hồi nhỏ là thường học sinh tỏ tình với nhau bằng thư tay mà. Đúng rồi. Không biết đến đấy bạn. Em cũng từng được rồi nên em cảm thấy rất là dễ thương. Mình thích bạn đó thì mình sẽ cảm thấy rất là dễ thương. Không, ở đầu lá thư là ngày buồn tháng nhớ năm thương. Không có. Ở đầu dễ thương không? Ở đầu. Nếu mà thích thì sẽ cảm thấy cũng được đúng không? À, chắc vậy đúng rồi. Nhã định hỏi mọi người ví dụ như Nhã làm như vậy thì có gọi là sến hay là lãng mạn ha? Tại vì cái việc sến và lãng mạn khó phân biệt quá. Ví dụ như Nhã thích bạn đó và Nhã biết là bạn đó cũng thích Nhã và một hôm thì Nhã biết là bạn đang bị ốm á và bạn đang làm việc ở công ty và ngày hôm đó thì Nhã được off không đi quay thì Nhã sẽ mua một ly nước cam. Nhã qua tới tận công ty và đứng ở dưới cửa công ty alo là anh ơi xuống lấy nước cam này em mua cho anh. Thì như vậy gọi là sến hay là lãng mạn? Em thấy cái đó là chủ đáo. Tôi thấy vậy luôn. Tôi thấy vậy tôi đồng ý cái đó tôi chấp nhận cái chuyện đó. Cái hành động mà theo em là dễ thương là sớm hay là em mà nhất em từng gặp lại gì? Có một hành động mà năm lớp 9 là có một bạn kia thích em. Mà sáng sớm ngày nào bạn cũng đi học rất là sớm và lúc đó là gần tới nghỉ hè rồi bạn leo lên cây luôn hái bông phượng á, xếp trái tim để trên bàn của em nè mà ngày nào cũng như vậy. Xong em cảm thấy mà em hồi thì không thích bạn đó cho nên là gần tới ngày bạn làm ngày thứ ba thứ tư gì đó em hôm sau em không ngồi bàn đó mà em xuống bàn cuối em ngồi em để nguyên vậy luôn và em mét cô. Sao bạn đó hả buồn quá ra toilet khóc luôn. Đó là em thấy là rất là sớm tại vì em không bạn đó. Đấy là chốt lại vấn đề tại vì em không thích bạn ấy. Đúng rồi. Thì bây giờ, nhưng mà là vậy thì bây giờ một câu hỏi chung. Ranh giới giữa dễ thương, giữa lãng mạn và giữa cái chuyện mà sến không chấp nhận được thì nằm ở đâu? Theo các bạn. Cảm xúc. Ví dụ như hồi lúc mà em có hồi năm lớp 7 em có thích cái bạn lớp trưởng, bạn đó cũng thích em, nói chung là hai đứa có thích nhau thì. Bạn đó viết thư tay cho em thì em cũng thấy thích bởi vì bạn này viết cũng khá là dễ thương. Nhưng mà có một cái hành động mà chỉ qua cái hành động đó thôi và em cảm thấy là em không còn một chút tình cảm gì với bạn đó nữa. Vì em thấy nó rất là sến. Mọi người tưởng tượng mà mình cắn hột dưa ấy. Mình tách ra hai cái vỏ bạn đó ghi là bạn đó tên Hoàng. Bạn đó ghi tên là Vi. Một bên là Hoàng. Bạn đó đưa cho em Vi ơi, Hoàng muốn đưa Vi một bí mật. Sao mà nó đưa em cái vỏ hạt dưa, em nhìn em thấy oh my god, làm sao mà có một người sến như vậy. Là từ đó em không còn một chút tình cảm gì với bạn. Thật ra thì tại vì đó là hai cái vỏ hạt dưa thôi chứ nếu như mà là hai chiếc nhẫn kim cương thì nó khác lắm. Đúng không Vi? Đúng rồi. Lúc đó em thấy như thế nào? Lúc đó hai nhẫn kim cương dạ em sẽ ôm một cái ok. Thật ra ngày hôm nay là một cái chủ đề rất là thú vị đúng không? Thật ra rất là khó để mà phân biệt cái ranh giới giữa dễ thương, giữa lãng mạn và cái chuyện là sến không chấp nhận được là như thế nào. Chúng ta phụ thuộc rất là nhiều thứ. Thứ nhất là cảm xúc, là con tim, là không gian, là thời gian. Nó rất là quan trọng. Cho nên á, thật ra cuối cùng lại là cái gì? Nếu mà thương ai thì hãy tìm hiểu người đó thiệt là kỹ để biết được người ta thích cái gì, người ta muốn cái gì và người ta thường hay là chấp nhận những cái gì để mình có những cái hành động phù hợp. Bởi vì đôi khi là cô gái này sẽ thích cái hành động đó một cách dễ thương nhưng mà đối với cô gái khác thì đây là sến, đúng không? Cho nên là thật ra rất là khó để mà có thể gọi là tìm ra một cái câu trả lời cụ thể. Nhưng mà hy vọng rằng là sau chương trình này thì các bạn khán giả cũng như quý vị khán giả theo dõi chương trình thì cũng đã có thêm được những cái kinh nghiệm cho mình để biết chắc rằng hành động nào là phù hợp quý vị nhé. Thế thì kêu chị là đậu đỏ. Thế thì bây giờ có
người ta ăn chị rồi. Thế thì bây giờ bọn mình cùng nhau đoán cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay thôi chứ nhỉ? Chúng ta sẽ có ba cái hashtag mà Thắng đưa ra cho mọi người. Thì dựa vào những cái hashtag đó, mọi người có thể đặt câu hỏi cho Thắng là vì sao lại chọn cái hashtag đó, để mọi người lấy thêm dữ liệu và đoán cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là gì. Mọi người chấp nhận không? Chấp nhận, nhưng mà kèm theo đó đã được ăn chưa, nói quá. được đấy, nhà hàng sẽ lên món ngay bây giờ đấy. Đúng rồi, mọi người đoán càng nhanh thì sẽ càng được ăn sớm. À thế à? Vậy thôi mình đoán đi để mình được ăn nè. Ok không? Sẵn sàng chưa? Cho một tràng pháo tay nào. Và đến với từ khóa đầu tiên. Con đây à? Quay cả cảnh này luôn nha. Dạ, con đang ném lên này rồi. Cô sửa tiếp đi xong rồi con gọi cho cô sau, con đang quay nốt ạ. Rồi ạ. Bắt đầu nha. Và hashtag đầu tiên của chúng ta sẽ là hai con số 20 và 35. Nhìn hai con số này các bạn có liên tưởng đến điều gì? Độ tuổi. Cái này là nó già rồi ế nè. Chị mấy tuổi rồi? 20. Ôi năm vừa rồi em vẫn nghe chị là cô bé 2000. Đây mới 14 tuổi nè. 14 tuổi. Gọi cô đi cháu. Em cảm ơn. Mọi người có thể đặt câu hỏi cho mình. 20 đến 35 hả? Anh sẽ định kết hôn vào độ tuổi nào, từ 20 đến 35? Bạn mặc định đây là con số này là liên quan đến độ tuổi luôn ạ? Độ tuổi kết hôn. Toán lên kêu bạn em nha. À em hả? Bạn nhé, trời. Em. Trời ơi. Em. Nha. Bắt đầu nào. Phiêu. Hỏi rồi đó. Thì đấy, từ 20 đến 35 anh định cưới vợ vào tầm bao nhiêu tuổi? Thì là tức là em mặc định cho là đây hai con số này là liên quan đến độ tuổi luôn ạ? Không, thì em cứ có câu hỏi đầu tiên trong đầu như thế thì em hỏi. Ok, thì với cái độ tuổi mà anh mong muốn ấy, thì anh nghĩ mình sẽ lập gia đình vào tuổi 35 á. Tại sao? Bởi vì giới hạn nó là 35 đó, chứ nếu mà có 36 chắc ông cũng bảo 36 đó. Không phải, tại vì anh nghĩ là độ tuổi đó là độ tuổi mà bản thân anh đủ cái sự trưởng thành á. Đủ cái sự tinh tế trong cái suy nghĩ của anh để có thể lập gia đình. Chứ không phải là ế đến tầm đấy mới lấy được vợ hả? Rồi đợi tới chừng đó nha chị nha. Không, trước đó chúng ta vẫn có thể tìm hiểu nhau lâu mà. Trời ơi, lâu 15 năm nữa. Quên nhầm, mình lại đang định tính tuổi mình. Đó là cái hashtag đầu tiên của chúng ta. Thì mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Anh Sa? Sa cũng nghĩ với mọi người. Không. Em nghĩ cái này con có khi nào tiền lương không? 20 triệu đến 35 triệu. Cái gì vậy trời ơi, quay lại chủ đề giải mã tình yêu tiền lương đâu đây? Không, tiền lương có quan trọng trong đúng rồi nha. Tiền lương quan trọng. Đúng rồi, cũng hợp lý. Đúng rồi đó. Thắng, có nghe khi em cứ đưa hát bát lên, rồi sau thì em đưa cả ba luôn à? Không, từng cái đúng rồi, nhưng mà em thì có hỏi các bạn gái là biểu cảm trường ấy gì. Các bạn tự thoải mái. Tự thoải mái hả? Các bạn cũng chưa ha? Ok. Mấy đứa mình sẽ nói chuyện với nhau đó. Nói chuyện nhau vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Dạ. Bí ẩn, cảm bí ẩn. Vâng, thế cái này xong nha, cái này xong nha. Khoan xí, em có ý kiến. Anh xin cứ để vậy, tụi em sẽ thoải mái nói chuyện với nhau đến khi nào mà hết nói rồi, đổi cái khác. Ok. Mọi thứ đang rất là ok nha, mình cần cái sự tương tác, kết nối với nhau hơn chút nữa, còn lại là được. Bên em rồi, nhà 1, 2, 3 kêu. Còn em thì tự nhiên em suy nghĩ khác là có khi nào 20 tới 35 người ta nói là cái độ tuổi đẹp nhất của đời người không? Không. Hợp lý. Cái đấy thì không nha, bởi vì thực ra ở mỗi độ tuổi ấy, nó sẽ đều có những cái trải nghiệm khác nhau và sẽ có những cái ví dụ như là sau 35 thì lại là quãng thời gian mà mình đã tận hưởng. Không phải, đó là quãng thời gian sau khi mà mình đã cố gắng trong cái sự nghiệp rồi á. Thì mình bắt đầu mình có thể giãn thời gian ra, mình có thể có thời gian để mình đi du lịch, đi chơi. Đúng rồi, đó. Nó đúng hơn, nhưng... phải là đẹp mà là cái độ tuổi sung sức nhất. Đúng. Thì không, đó, thì tôi không nghĩ như vậy, bởi vì thực ra có thể sau 35 tuổi này. Tức là sau 35 tuổi là số là trang người là khỏe. Cái này là... Với lại em nghĩ vậy nha, khi mà mình nói vậy chẳng qua là mình đang tự an ủi thôi. Chứ thật ra đúng là lúc đó là khi mình đã vượt qua cái 35 tuổi là mình biết cách chấp nhận
chấp nhận cái thanh xuân mình nó đã tới đó rồi, và chấp nhận những cái thứ mình đã trải qua để mình có thể sống thực ra đấy cách là lạc quan hơn. Mình rất là không nghĩ là sau 35 tuổi là mình đã mất thanh xuân, mà thực ra là không phải mất khoan đề ngay em xí là mình đang quay giải mã tình yêu nè, em đang chưa nói hết cho em nói hết câu dạ thì em nói cái độ tuổi này đẹp nhất thì có nghĩa là có phải từ 20 tới 35 là cái giai đoạn mình nên kết hôn với một ai đó trong cái độ tuổi này không? Đúng không? Không phải nên kết hôn, em nghĩ là không phải là nên kết hôn mà là nên yêu hết nên mình. Trải nghiệm. Nên để trải nghiệm hết mình á, tại vì sau không, cái đó là quan điểm của em á. Đấy là còn của em, quan điểm của em á là không biết là mình có kết hôn được hay không. Nhiều khi mình muốn kết hôn mà mình không gặp được người phù hợp, nhưng mà cứ yêu hết mình trong cái độ tuổi này đi, bởi vì có thể mình sau này 35 tuổi ở đây mình đã phải tập trung vào việc chăm con hay có một cái gia đình. Em xí nè, ví dụ như trong độ tuổi này chị yêu hết mình đi, rồi chị có muốn kết hôn trong độ tuổi này không? Phụ thuộc vào đối phương nữa, nhiều khi có những cái yếu tố mà mình muốn kết hôn, không phải mình kết hôn được đâu. Bữa nay chị thấy là những cô gái đây sâu sắc quá ha. Đúng rồi, ok, mình sẽ để dành lại, mình sẽ tiếp theo với cái lại cái mình qua hashtag 2 nha. Làm như bí mật lắm. Cái này là một hashtag rất là trending. Trending hả? Đó. Ế là xu thế. Rồi, mình đây là đúng cái chủ đề rồi đó. Tức là đúng mình rồi, có bạn trai bạn gái hoặc là kết hôn ở trong cái độ tuổi đó. Bây giờ cho em hỏi trong đây có ai thích ế không nè? Không. Tôi là không rồi nha. Nhưng mà anh thì không thích thì vẫn có mình chấp nhận thôi. Maybe. Tại sao? Tại vì con trai mà. Anh cứ giữ đi. Tại vì anh để đây nói trước cần hơn. Dạ. Em cứ đưa lên thôi. Thực ra thì mình không thích xu thế đấy, nhưng mà phải chấp nhận. Phải chấp nhận đấy. Bởi vì thực ra là phải tự an ủi đấy là xu thế thôi. Chứ thực ra mình cũng không muốn ế đâu. Thật sự luôn, hồi xưa đó thì cũng không thích có người yêu, bởi vì là nó sẽ rất là ảnh hưởng đến công việc, bận rộn xong rồi cũng không có quen biết được, xong nó ảnh hưởng đến tâm lý. Ví dụ như là vui yêu đương nhau thì không nói, mà đến lúc mà cãi nhau là nó ảnh hưởng công việc kinh khủng luôn. Nhưng mà đến bây giờ thì nghĩ khác rồi. Nghĩ khác rồi thì không thèm ai phải yêu đâu. Con gái mình đó nha, con gái mình mà ế chút xíu á là lo. Em nghĩ là ế thì sẽ gọi thẳng là không có người yêu á thì cũng sẽ có những cái vệ tinh xung quanh. Đôi khi mình cũng thích cái cảm giác đó, nếu mình không thuộc về ai hết thì mọi người sẽ săn đón mình hơn. Nhưng mà suy cho cùng, đến cái lúc mà mình nhìn những người khác, họ có những người bên cạnh, cái lúc họ mệt mỏi hay khó khăn gì đó, họ có cái người đồng hành, họ về cái tinh thần thôi á nha, chưa nói gì về những cái thứ khác, thì tự nhiên lúc mình cũng tủi thân. Nhưng mà chẳng qua là em, nếu như em á thì em sẽ kiểu biết kiếm những cái niềm vui để em bù đắp vô. Nhưng mà nói thích muốn thì không phải, do mình không tìm được người phù hợp, hoặc là vì lý do gì đó mình ok mình độc thân cũng được. Nhưng mà nói là muốn theo xu thế thì em không thích theo xu thế ế đâu nha. Okay. Em cũng có ý kiến nè. Hồi xưa thì em cũng nghĩ ế hay thì mình có khả năng mình làm được nhiều thứ và mình không bị ràng buộc. Thì sau đó mình mới cảm thấy là thật ra cái mỗi cái nó sẽ có cái ưu điểm nhược điểm, nhưng mà riêng nếu như mà để mà lựa chọn, ví dụ như mình là một người mà có nhiều vệ tinh theo đi, thì chứ lúc đó thì mình bị là mình không biết là mình thuộc về ai và ai thuộc về mình. Rồi không lại biết nhiều vệ tinh nó không bằng là một vệ tinh. Đúng, chính xác. Đúng rồi, với mình cần một người mà kiểu như là cùng với mình đồng hành vượt qua mọi thứ. Nhưng mà cái cảm xúc mà giống như bữa em chị nói, cái cảm xúc mà yêu mà cả hai cùng được yêu á, trời ơi cái mối quan hệ nó hết sức là tuyệt vời. Công nhận đó. Trời ơi, thực ra là đã trải qua một cái mối tình mà kiểu mình cũng nghĩ là sau bao nhiêu lâu rồi. Không. Gần đây nhất thì trải qua một mối tình mà kiểu mình cảm giác là sẽ không yêu được ai và sẽ không cảm giác là bị khô khan luôn trong tình yêu, không có cảm xúc với một đứa con trai nào hết. Bạn bè chơi cùng với rất là nhiều con trai nha, nhưng mà bọn nó còn tưởng là kiểu hơi có vấn đề đó, tại vì không có mê đứa nào, mà mặc dù đều là những đứa rất là đẹp trai. Nhưng mà xong rồi cuối cùng gặp một người và yêu người đấy, mà kiểu hai đứa yêu nhau như là người được yêu, mình rất là thích. Nhưng mỗi tội là ok. Mình những cái đó là anh cần ở phần cuối khi mà chúng ta giải mã nội tâm. Còn cái này mình nên chưa được. Nhưng mà hashtag vào trong hashtag và nó vui vẻ và nó nhanh lên và nó làm cho mình thoải mái hơn. Tưởng anh chưa có cho nên mình đừng có sâu sắc. Okay. Sâu sắc quá. Reject. Ok, nhưng mà thế mình sẽ lại
khùng khùng như lúc nãy á, kiểu vậy. Không có cảm thấy khùng khùng hay là quá soi đậu vừa tươi lên, mình tập trung vào cái hashtag và mình rồi tiếp đi, tiếp đi chị nhé. Xong rồi anh có thể uống rượu luôn, rượu nhà hàng đại đó, rượu Pháp 50 năm rồi đó. Trời ơi, nha. Bắt đầu nha, 3, 2, 1. Em để, em quên. Ok, bây giờ mình vô cái đi rồi chị nói. Chị thấy á, ba em gái của chị nãy giờ cứ ngày xưa không à. Tức là mình cũng có nhiều tâm sự trước đó, và bây giờ chị cảm giác là ba em cũng rất là khao khát về tình yêu đúng không? Không biết nào muốn nghe. Kiểu như là thèm thuồng. Em thấy trời đó lắm nha. Cho nên là thực ra tôi nói nghe, phụ nữ mình không ai muốn nghe hết trơn á. Luôn luôn mình luôn muốn là một cái người con gái bé bỏng được nhõng nhẽo với chàng trai của mình đúng không? Cho nên ế là xu thế thì có vẻ là